Arrowhead 140 là tàu khu trục hạng nhẹ đa nhiệm được phát triển bởi đội 31 do tập đoàn Babcock International đứng đầu. Đội 31 bao gồm tập đoàn Thales, Harland và Wolff, BMT, OMT và Ferguson Marine. Ra mắt vào tháng 5 năm 2018, Arrowhead 140 được thiết kế để thực hiện các loại nhiệm vụ khác nhau như hải giám, chống cướp biển, tăng cường hiện diện và gian đe quân sự, viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhóm đặc biệt cũng như các nhiệm vụ chiến đấu chống tàu ngầm. Thiết kế của Arrowhead 140 dựa trên nguyên mẫu thân tàu Iver Huitfeldt hiện đang phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Đan Mạch. Tàu có chiều dài 138,7m, chiều rộng tối đa 19,8m và mớ nước 4,8m. Lượng choán nước của tàu là 5.700 tấn, cao hơn 2.000 tấn so với các khinh hạm đa năng tương tự trên thị trường. Tàu có sức chứa của một thủy thủ đoàn tối thiểu 100 người. Sàn đáp lớn phía sau tàu có thể chứa một máy bay trực thăng AVK-101 Merlin hoặc MH-60 Seahawk hoặc một máy bay cánh quạt như AVK-159 Wildcat và máy bay không người lái. Hai bên thân tàu có hai khoang thuyền để triển khai thuyền bơm hơi thân cứng và các hệ thống tự động dưới hoặc trên mặt nước. Về hệ thống vũ khí, boong trên tàu Arrowhead 140 được lắp đặt các giá treo súng có cỡ nòng từ 40mm đến 127mm. Diện tích boong lớn nên tàu được trang bị thêm cả tên lửa dẫn đường, tên lửa tấn công đất liền, tên lửa tác chiến chống ngầm, hệ thống phóng thẳng đứng MK-41 với tối đa 32 ống phóng và hệ thống vũ khí tầm gần. Arrowhead 140 sử dụng hệ thống chỉ huy và thông tin chiến thuật Thales giúp tăng cường khả năng tác chiến của các lực lượng. Ngoài ra, tàu còn được tích hợp một loạt các cảm biến, bao gồm radar tầm ngắn và tầm trung, các thiết bị theo dõi quang điện và sonar. Arrowhead 140 sẽ có hệ thống đẩy tích hợp 4 động cơ diesel, 2 chân vịt và 2 đường trục biến thiên, cho phép tàu có thể đạt tốc độ hành trình 33,4 km/h và tốc độ tối đa trên 51 km/h.